Ok, chào bạn. Hôm nay mời các bạn cùng Tùng đi sửa chữa máy khò PIC 850A. Hàng siêu bền nhưng đôi khi nó vẫn có lỗi vì cái xác suất của đồ điện tử thì chúng ta không tránh khỏi. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn hai bệnh. Nếu mà ở đây mất nhiệt này các bạn này thì nó chỉ có hai nguyên nhân. Một là đứt may so. Các bạn chỉ cần tháo ốc ra, các bạn xem dây may so có đứt hay không, các bạn mua là thay là ok. Hai là lỗi cái vỉ điều khiển. Đây cái vỉ này. Còn nếu mà mất gió thì nó có hai nguyên nhân. Một là lỗi vỉ điều khiển, cái tỷ lệ lỗi vỉ điều khiển nó sẽ lớn hơn rất nhiều là lỗi hệ thống bơm. Các bạn để ý nhá. Còn không có nhiệt thì nếu mà mới thì sẽ là bị vỉ điều khiển, còn nếu các bạn dùng nhiều mà các bạn quên không tắt máy để máy chạy cả đêm ấy thì nó sẽ bị già may so và đứt may so. Đứt thì chúng ta có để nối dây, nhưng mà nối dây thì cái tuổi thọ nó không tuổi thọ cái dây được nối nó sẽ không bền và nó sẽ đứt đứt ngay trong ngày 1 ngày 2. Vì vậy là chúng ta nên thay một cái dây may so đấy, nó rơi tầm 160. Còn con này thì đang bị cái bệnh là mất gió. Bật lên này. Tất cả ok, các bạn nhìn thấy đèn này. Đấy, nhưng mà các bạn không nghe thấy tiếng của cái hệ thống bơm này nó rung này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thay thế thử và chúng ta test các bạn nhé. Cái dòng khó hơi này thì nó khỏe và nó bền, nhưng cái nhược điểm của nó là khi các bạn sử dụng thì nó sẽ có tiếng kêu. Cái tiếng kêu này chính là cái tiếng kêu của hệ thống bơm gió để cho vào cái đường nhiệt để ẩn cái nhiệt ra ngoài. Còn cái dòng khó từ thì nó không kêu. Đây vỉ đây các bạn. Vỉ thay thế đây nhé các bạn nhé. Vỉ này nhà mình sẵn các bạn. Mình không nhớ chính xác giá là bao nhiêu nữa. Vì nhiều đồ quá. Cái này để. Bao tiền nhỉ? 280 hoặc 290 cái vỉ này các bạn nhé. Bảo hành một đổi một trong một tháng nhưng không bảo hành cháy nổ trên vỉ. Cắm dây và bắt ốc là xong thôi, không có vấn đề gì quá khó, thay thế nó đơn giản được các bạn. Bạn đợi chút. Bộ hai cái bệnh phổ cập thì mình đã liệt kê và khoanh vùng cho các bạn những cái linh kiện lỗi rồi. Chúng ta chỉ có mất nhiệt và mất gió thôi. Và cả hai đều liên quan đến cái vỉ điều khiển này. Vì một chiếc áp của chúng ta là một chiếc áp gió và một chiếc áp khác của chúng ta là chiếc áp nhiệt đều được điều khiển cái vỉ đó. Đấy, các bạn nghe thấy tiếng nó kêu phè phè chưa? Đây. Khi đặt tay đây thì chúng ta sẽ thấy cái gió nó thoải ra. Vậy là đã xong. Cần mua vỉ điều khiển thì các bạn liên hệ mình theo số là 0906 010103. Cảm ơn các bạn.